là quân của ta. Cao chuẩn nhá. Các cụ phải hướng mặt về đây nhá. Thank you.
ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã không nghiệp ngày sinh của Võ Đăng Tín, ngày 2 tháng 2 năm 1911, mùng 2 cho đất nước. Quý đại biểu, quý khách về với lễ hội Võ Đăng Tín hôm nay, xin mời các quý vị đại biểu thưởng thức chương trình ca nhạc đặc sắc chào mừng lễ hội truyền thống Võ Đăng Tín của các đại biểu ca chủ của đồng đội xã Trung Nghĩa. Thực hiện xin mời bạn. Kính thưa toàn thể đồng dân ngũ sát thôn Đào Đằng, lời đầu xuân cho phép để làm chương trình, xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng dân ngũ sát một năm mới sức khỏe an khang. Và sau đây chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội mẫu đào nương xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là một bài hát sứ quan về sự hội. Thank you.
xin được cảm ơn các nghệ nhân sĩ. Và ngay sau đây, kính mời quý đại biểu. Yeah.
lịch sử cấp quốc gia năm 1989. Đó là người dân và du khách thập phương thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Nghi An trong công tác tổ chức lễ hội truyền thống, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân thành phố Nghi An khai mạc lễ hội truyền thống đền Mẫu Đào Lương, xã Trương Nghĩa, thành phố Nghi An năm 2024 để tưởng nhớ 613 năm sinh của Mẫu Đào Lương năm 1411-2024. Về dự lễ hội xuân truyền thống hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Đoàn Thế Vinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Bà Đinh Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ông Trần Đăng Tinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Cùng về dự có các quý vị đại biểu, nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các nhiệm kỳ trước, các ông bà đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, công an, quân sự, xã, hiệu trưởng ba nhà trường, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu quê ngoài Mẫu Đào Lương ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, do Nguyễn Văn Phú làm trưởng đoàn về dự, xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cùng các ông bà Hội đồng Hương, xã Trung Nghĩa, tại xã Phúc Xuân, do ông Trần Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, làm trưởng đoàn về dự, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về dự có Lê Văn Cường đại diện nha khoa Lê Cường, các ông bà đại diện cho hội hàng hoa chợ đầu, đại diện nhà hoa Lực Nguyệt, công ty cổ phần xăng dầu Thái Hưng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu đại diện các Phật tử chùa Hưng Phúc, đại diện đồng dân làng Đào Rạng cùng toàn thể nhân dân trong xã và quý khách thập phương về dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, lý do giới thiệu đại biểu lần thứ hai thông qua nội dung chương trình lễ hội, lần thứ ba khai mạc lễ hội, phần thứ tư đánh trống chiêng khai hội, phần thứ năm là đại biểu dâng hương và cuối cùng là kết thúc chương trình lễ mạc khai hội. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân cùng quý khách thập phương, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Nga, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban tổ chức lễ hội đêm khai mạc lễ hội, xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương. Từ nhiều năm nay, lễ hội đền Bà Đào Nương được tổ chức thường niên tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, được đông đảo nhân dân, du khách thập phương mong đợi. Bởi không khí lễ hội vui tươi rộn ràng và mang nhiều nét đặc sắc trong những ngày đầu xuân. Hôm nay, ban tổ chức lễ hội xã Trung Nghĩa tổ chức trọng thể lễ khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm 613 năm ngày sinh Mẫu Đào Lương. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, xin kính chúc các đại biểu khách quý, các cụ cao niên, đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, toàn thể nhân dân và quý khách thập phương lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, các cụ cao niên, toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, đền Mẫu nằm tọa lạc tại xã Trung Nghĩa, là nơi tưởng niệm Mẫu Đào Lương, người có công trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược và mất vào ngày 10 tháng 11 năm Nhâm Tý 1432. Đào Nương là một người con gái, không chỉ có sắc mà còn có tài hát hay, là vị sư tổ của nghệ thuật hát ả đào, nổi tiếng khắp cổng Cao Cương, huyện Tiên Nữ, phủ Quái Trọng xưa. Đây là thôn Đảo Đạn, xã Trung Hồ, quân Minh đem quân xâm lược nước ta, chúng đóng đồn đại và tập các thôn xóm, vơ vét của cải giết hại nhân dân. Đàn ông bị bắt làm phu dịch, thuyết kỳ lạc. Sông Đà Giang là một con sông lớn, thuyền bè đi lại thuận tiện. Vì vậy mà quân Minh chọn đào Đầu Trang là nơi đóng quân, lập đồn, xây lũy. Chứng kiến cảnh giáo Minh xâm lược nước ta, đám nhân dân ta dễ thống trị vô cùng hà khắc, tàn bạo. Và đám Lương cả nhân lực ý thức giặc cứu nước và đã lập mưu kế tiêu diệt đồn giặc để giải phóng quê hương. Ngày lao sợi vô tù và có rất nhiều vũ tẩu, bà Đào Nương đã nghĩ ra kế làm tiêu hao sinh lực địch mà không cần dùng lương giáo. Bà đã dùng lời ca tiếng hát
lừa chúng uống rượu no say và chui vào túi tay để tránh khiên từng bao tải ném xuống sông Đà Giang nước cuốn trôi ra biển. Thấy lực lượng ngày càng hao hụt mà không rõ nguyên nhân, quân nhân sợ hãi rút quân, dân làng đảo đặng được trở về để làm ăn sinh sống, cuộc sống thanh bình hạnh phúc. Nay là đền mẫu Đào Nương, đây cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của bà. Sau khi nghĩa Long Sơn thắng lợi, đất nước thanh bình, vua Lê Thái Tổ thăm bà làm phúc thần và tặng bà 16 chữ chinh thục huệ hòa ban trang phụng đã, từ cảm linh ứng anh dũng thần nữ, sửa lại đền thờ và cấp ruộng cúng tế năm 1000. Vào ngày rằm một hàng tháng vào ngày giỗ của bà, nhân dân địa phương du khách tới thắp hương dâng hoa. Đặc biệt ngày mùng 2 âm lịch hàng năm là ngày hội truyền thống của địa phương, ông đã anh dũng lên đường tham gia chiến đấu, góp phần lên trang sử vẻ vang của đất nước. Tiếp bước cha anh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế ca trù đào đặng, tiếp tục bảo tồn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc trong lễ hội, để lớp lớp cháu con sau này luôn tự hào về truyền thống của quê hương, không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cùng quý nhân dân và quý khách thập phương đã về dự lễ hội khai mạc ngày hôm nay, kính chúc quý vị đại biểu khách quý và thế nhân dân và quý khách thập phương lời chúc tốt đẹp nhất, chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Tôi long trọng tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm 613 năm ngày sinh mẫu Đào Nương. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể thành viên đến từ đảng ủy chủ tịch trong xã lên đánh một trống khai hội. Đồng thời xin trân trọng kính mời các quan viên Trần Vũ Điển đánh ba chim khai hội. Thank you.
đội quân đội kêu lên quân đội nhân ba vì chúng ta đang ngồi giữa. Nước qua ta chỉ chuẩn bị cho đầy đủ khi kia theo lại để bắt đầu tham lên. Ban tổ chức chúng tôi yêu cầu các đoàn sắp xếp theo thứ tự đã được đội nữ quan mang án thứ bảy, đội nữ quan đội chấp sinh của mẫu thứ tám là nữ quan trước mặt xong thứ chín. Yêu cầu tất cả các đội liên quan chỉ vào chuẩn bị và vị trí.
sân vận động nhân dân đội tuyển nam các ngầu thủ của nguyên mẫu gia kiều chuẩn bị đến giờ để chúng ta lên kiều đi lên kiều xin mời các cháu từ đại biểu hội là nhân dân là chờ đôi phút để chúng ta có thể chơi như vậy. Thank you.
ạ, cười duyên là lên trang nhất. Lúc ngoái anh chụp ảnh cả lớp em.